Dạ, cố lên, cố lên. Đúng rồi, rồi từ từ mới khép chân vô, từ từ khép chân vô. Đúng rồi, đóng chân, đóng chân. Rồi, giữ luôn. Rồi, tốt. Rồi, xin chào các bạn. Mình là Lê Văn Thái Vũ và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chị Tuyết, học viên handstand của mình. Một cái bài nó sẽ bổ trợ cho các bạn trong cái việc rút lên handstand, tách chân khép. Đó, là cái bài nó sẽ tách khép chân liên tục. Thì cái bài nó sẽ như thế này. Rồi. Các em đợi chị lấy vậy đó. Rồi tắt khép chân liên tục. Đó. Ra sạc ngang khép vô. Rồi ok. Đến đây này. Rồi. Rút lên handstand đi. Rút khép chân hay là rút tắt chân đều được. Không sao, cái nào chị muốn là được. Các em đợi. Rồi nhón chân lên. Đúng rồi. Rồi tắt khép liên tục luôn. Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Kiểm soát đó. Đúng rồi, khép, tắt, tiếp tục cho nó đang một vòng lên, tắt, khép, đúng rồi, tắt, khép, tiếp tục, đúng rồi, cứ thở đều nha, tắt, khép, liên tục, đúng rồi, chính xác, đúng, tiếp tục, đó, nhớ cái cảm giác khép nha, nhớ cảm giác khép chân, rồi xuống chậm, rồi, đúng rồi, rồi khép từ từ vô đâu đó, rồi vuốt lên, giờ giữ luôn. Ok, rút sạch chân, rồi ok, rồi tắt khép liên tục, thở ra, tắt ra là hết vô, đúng rồi, thở ra hết thở mũi, không thở mũi, đúng rồi, kiểm soát nó, ghi nhớ cái tư thế lúc mình khép đi nha, để ở ngoài làm được, đúng rồi, tắt ra. Khép vô, đúng rồi, thở hết, khép vô, cảm nhận vô phần lưng dưới, cái thắt lưng đang co giãn để cho nó tách chân khép, đúng rồi, khép, thở hết nè, khép, đúng rồi, tiếp tục làm nhiều lên cho nó quen, đúng rồi, tốt, khép, đúng rồi, rồi tốt, rồi khép thẳng lên luôn, dưới mông lại khép thẳng lên, khép lên. Vuốt chân lên, đó, đẹp, rồi giữ luôn. Tắt, đúng rồi, rồi tắt khép liên tục, cảm nhận tư thế. Đúng rồi, cảm nhận động tác, đúng rồi, đó. Đầu từ khúc tắt chân nào, đó, tắt chân nó bị gầy nè, đó. Lúc vuốt lên là níu mông vô. Đó, xiết mông vô, vuốt thẳng lên, đó, chặt chân, đó, cảm nhận. Đó, đúng rồi đó. Nó đổi cái góc độ từ chân ngang ra chân khép. Đúng rồi, tốt. Đó, đúng rồi. Gặp xuống xíu là nó, hay gặp xuống xíu là rút lên lại, đúng rồi, chính xác. Gặp xuống xíu đó là đi vô cái lưng, chính xác, tốt. Gặp xuống xíu là vô lưng, đúng rồi, lên, đúng rồi, tốt. Rút lên. Xuống xíu, lên, tốt. Rồi, xuống. Rồi, tốt, nhanh. Kèm. Rồi, giữ luôn. Đó, đó, vuốt thẳng lên một phát luôn. Đó, rồi giữ luôn. Rồi, vuốt lên nè, vuốt lên. Rồi, khép vô. Vuốt lên, vuốt một phát lên luôn. Đó, kiểm soát nó. Rồi, giữ luôn. Tốt. Rồi, tốt, ok. Rồi, và đó là cái clip hướng dẫn về cách handstand tách khép chân. Đó, thì các bạn, sau khi mà các bạn thuần thục được cái handstand bình thường rồi đó, các bạn nên tập cái bài tập handstand tách khép chân đó để nó cảm nhận cơ lưng dưới nhiều hơn. Nó là một trong những bài tập bổ trợ cơ lưng dưới rất là tốt nha các bạn. Ok, chúc các bạn tập luyện tốt nhé. Bye.